Ok, hello, xin chào tất cả em nha. Hiện tại bây giờ thì Khải chuẩn bị lên bắt thứ bảy nè. Hiện tại đã trôi qua 28 lần Hoán Binh rồi. Méo ra cái đó thì anh em đủ. Hơn là được một số anh em động lực như anh Đen Ngô này, như anh Thánh đồ này nọ. Mấy anh em kia ủng hộ ít tiền rồi Hoán Binh tiếp á. Nên là Khải quyết tâm Hoán Binh tiếp anh em. Lần này Khải sẽ Hoán Binh tiếp tục 5 lần nữa nha anh em. Độ 5 lần thiếu phúc viên rồi. Lần này Khải mua phúc viên nữa. Vãi thiệt. Đó, lần này Khải sẽ tiếp tục 5 lần nữa anh em. Thiếu Hoán Binh thật. Giao dịch 3 cục. Đục bán. Không thật bán luôn. Ok, bán thì mua. Nhỏ vãi nổi. Cái lần này bắt 7 nha mày, bắt 7. Đó, mới mua có bà tăng 3 cục Hoán Binh 120 vạn. Rồi phúc viên đâu? Ở đây đây phúc viên phải có. Đây đây anh này anh cho phúc viên. Ok, 5 lần liên tục không kết quả. Ok. 5 lần sẽ tốn 1k xu, đi đồ xu hả? Đi đồ xu này mày thiếu xu rồi. Đi đồ xu hả? Để chút nha. Bày hết rừng kim luôn rồi. Rồi làm 5 phát của bách 7. Đồ chơi đến bến. Tại vì có anh Đen Ngô á. Đen Ngô nói là cứ hoán đi, chơi đến bến. Thì ok, ảnh cho một cái động lực như vậy thì mình cũng cố gắng anh em. Mình cố gắng ra nọ đỡ tốn tiền anh em. Ví dụ thì anh em đồ hoán 28 lần rồi. Cảm giác thiệt tù vãi nồi luôn anh em. Nhiều quá đỡ là nước trò mà. 28 lần rồi. Quá tam ba bận lẽ lên 30 lần xịt nè trời. Anh em nghĩ có khi nào lên 30 lần xịt đâu. Đầu xanh lên 30 bằng xịt nữa chứ. Thì anh em đủ trắng đời luôn anh em. Kiếm cái nọ đá tung kim mà chua vãi nồi. Nọ đó là đánh tung kim thôi chứ còn bơ can ngồi không ăn thua. Nó thì anh em luôn cái nọ đó đỡ chủ yếu là đánh tung kim thôi. Bơ can ngồi ai cầm nọ đó đâu. Bơ can ngồi Khải có cái nọ tóc 30 này, quên tóc 20 sát thương 32 rồi. Cái nọ này hôm trước hoán 17 lần á, đó họ này nọ này hồi trước nó hoán 17 lần đó nè. Đó. Đâu ít đâu. Rồi, dứt. Like nè mày, like chia sẻ giùm cả nè mày. 5 lần không lên chắc vì shop luôn. Chịu luôn á. Rồi, dứt nha. Thả cánh Phú Dương ok. Rồi, 5 lần liên tiếp luôn cho anh em xem luôn. Đậu xanh. Cây hết thuốc rồi. Hết thuốc nói rồi. Vô. Tiêu. Đậu xanh thua luôn anh em. Đậu xanh cứ tiêu. Tiêu. Đậu xanh tiêu rồi vậy. Thua luôn á trời. Mít. Thôi xong. Bắt này bắt 7 mà chưa hết. Thấy mít liên mít một cái rồi. Chịu rồi. Chịu luôn anh em ơi. Nó không ra cái tiêu phi đao luôn. Trời ơi, mít 2 lần. Trời ơi, thua. 31 lần rồi. 31 lần. Mà thua luôn. Thua luôn cái trời. Bó tay. Hết đường. Cây vái nồi. Gì mà đen dữ trời. 31 lần méo ra. Đồng xanh thua luôn. Nhỏ vãi thì phi đao. Thua luôn. 32 lần. Để mọi bạn mà già. Thôi sốt. Gì trời, 33 lần. Thôi Khải bó tay rồi. Khải bó tay với cái trò này rồi. Bó tay 33 lần Hoán Binh trong đời luôn. Thiệt anh em, đầu xanh. Từ cái đợt mà hấn cái đao, hấn cái đao là 15 lần. Từ cây phi đao về đao, nếu anh em có xem trên kênh của Khải những lần Hoán Binh, từ cây phi đao là Khải mua foil là 12 kim, Khải hoán 15 lần về cây được cái đao. Đó, Khải về được cái đao như thế này. Khải về được cái đao như thế này. Đó, Khải về được cái đao như thế này. Đó, xong rồi từ cái đao Khải hoán 17 lần về cái nỏ như thế này. Giờ đó, cái này á 33 lần rồi. Thôi thua luôn, đậu xanh. Tiêu đao tiêu đao tiêu. Thua. Nó nhỏ vãi nồi, chịu luôn. Hết đường rồi này mày. Cây vãi nồi, 33 lần không lên, nó thua luôn. Cứ cố gắng càng cố gắng càng thua, càng cố gắng càng thua em. Khải không biết sao luôn. Bán gì bán, tầm này không xài nữa, vứt shop cho bán gì nè em. Bán gì bán. Vãi nồi thiệt. Đốt tiền vãi nồi. Tới luôn anh Ngô Đen. Anh Ngô Đen vừa donate em thêm 5 lần nữa. Ok, 5 lần nữa. Hậu xanh. Nhỏ vãi nồi. Thua luôn, hậu xanh thua. Hết đường. Thua luôn nè. Mới nhận được của anh Ngô Đen thêm 350k, không bình thím 5 lần nữa nè. Đâu, tiếp tục. Shop à? Không làm chó à? Rồi. Ok, bán thêm 5 cục nữa. Bán thêm 5 cục nữa. À, vãi nồi, 30 mấy lần. Nhỏ vãi nồi. Chỉ đi được tao donate 1 kim. Nói gì 3-4 lần rồi, đưa gì mà đưa. Đăng like 34 lần vãi thiệt. Ok, tiếp tục bắt khác thôi em ơi. Tiếp tục bắt 8 này.